của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một tấm thiệp màu đỏ của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để có thể làm một cái bông hoa có những cái phần cánh hoa màu đỏ, và bên trong cái phần bông hoa này thì nó sẽ có cái phần nhụy hoa màu đen nhé các bạn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần hai màu, đó là màu đỏ và màu đen nhé. Tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cho mình thêm một cái kéo này, và chúng ta sẽ sử dụng thêm súng bắn keo. Thì đây là những cái phần nguyên rất là đơn giản để chúng ta có thể làm được cái bông hoa trang trí đỏ đen này nhé. Ngoài súng bắn keo thì các bạn có thể sử dụng những cái loại keo dán giấy thông dụng khác nhé. Rồi bây giờ bước đầu tiên để có thể làm được cái bông hoa này là các bạn sẽ cắt cho mình cái hình vuông nhé. Mình sẽ cắt hai hình vuông với hai kích thước khác nhau, nó sẽ có một hình vuông to hơn và một cái hình vuông nhỏ hơn nhé. Thì các bạn chỉ cần gập cái phần hình vuông này thành cái hình tam giác như này thôi, thì khi mình cắt ra thì mình đã tạo thành một cái hình vuông rồi nhé. Mình chia đôi cho tôi đánh ra. Rồi, để có thể làm được cái phần cánh hoa thì bây giờ mình sẽ gập cái phần tờ giấy này vào. Các bạn gập đôi này. Và tiếp tục gập đôi thêm một lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hình cánh hoa lên trên cái phần tờ giấy màu đỏ này. Đấy, các bạn sẽ vẽ cánh hoa vào cái phần tam giác ở bên trong này. Để lát nữa mình sẽ cắt nó ra. Các bạn sẽ vẽ khoảng 2 đến 3 cái cánh hoa nhé. Và các bạn sẽ cố gắng làm sao để các bạn vẽ cái phần cánh hoa đúng không? Thì cái kích thước của những cánh hoa nó sẽ đều nhau nhé. Rồi, các bạn sẽ thấy là đây sẽ là cái phần bông hoa màu đỏ của mình nhé. Nó sẽ có rất nhiều cái cánh hoa như thế này. Mặc dù là khi mình vẽ và mình cắt thì nó có cái độ lập của cái phần cánh hoa thì nó không đều nhau cho lắm, nhưng mà nó sẽ có những cái phần cánh hoa như thế này nhé. Tiếp theo thì cái giấy nhỏ hơn thì các bạn cũng gập và cắt tương tự nhé. Tiếp theo cái phần cánh hoa nhỏ hơn thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy.
Mình sẽ đi tiếp tục dán hai cái phần cánh hoa màu đỏ lại với nhau, và mình sẽ dán lên trên cái phần cánh hoa to hơn màu đỏ ban đầu nhé. Đây, thì bạn sẽ thấy là mình đã có một cái bông hoa màu đỏ với cái phần cánh hoa như này đúng không? Và các bạn có thể làm cái phần cánh hoa này nó sẽ to hơn thì nhìn sẽ rõ hơn nhé. Ở đây thì mình làm hơi nhỏ đúng không? Bây giờ thì tiếp theo mình sẽ đi cắt cái phần nền đi. Đây nhé. Các bạn lật rồi các bạn. Mình sẽ lấy nút lửa của cái phần này trước nhé. Mình cũng có thể cắt đôi tiếp này. Mình gặp đôi nó vào. Đôi nào chúng ta gặp đôi tiếp vào như thế này. Giờ thì mình sẽ cắt cái phần lụy ở bên trong thì các bạn cắt thành những cái lồng giấy nhỏ như này cho mình nhé. Các bạn cắt cẩn thận không thì nó sẽ bị đứt nha. Vì cái phần này thì nó khá là ngắn nhé. Gặp đôi vào như ban đầu để các bạn cuộn nó lại để chúng ta tạo thành cái phần nhũ hoa cho nó dày nhé. Nên thì các bạn sẽ cuộn tròn vào như này thôi. Cái phần bên này các bạn cũng sẽ làm tương tự nhé. Còn nếu các bạn không muốn cái phần nhũ hoa các bạn nó dày, các bạn chỉ cần làm lớp nhũ thôi. Đây thì mình sẽ làm đến hai cái lớp nhũ để cho cái phần nhũ hoa nó được dày hơn. Các bạn sẽ dán keo vào một nửa của cái phần nhũ hoa, sau đó mình sẽ dán xuống bên dưới cái phần bông hoa màu đỏ như này là chúng ta đã hoàn thành xong bông hoa trang trí màu đỏ rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.